Mến chào tay ngụ quý khán thính giả thân thương trong bản tin hoa kỳ ngày 4 tháng 4 năm 2023 do Emily và cộng sự thực hiện. Cũng như mọi ngày, Emily tha thiết mong quý vị chúng ta hãy dành ít phút để cầu nguyện cho vị tổng thống kính mến của chúng ta, cho ngài có thêm sức mạnh để vượt qua biến cố lịch sử này. Emily cũng xin kính chúc cho quý vị nghe đài của Emily sẽ có thật nhiều niềm vui, luôn bình an và hạnh phúc. Trở lại bản tin ngày hôm nay. Emily xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Ông Alan Musk giống hồi chuông cảnh báo về vị thế đồng tiền dự trữ của USD, vấn đề nghiêm trọng. Ông Charles Soros phủ nhận trắng trợn về việc ông Alvin Platt bị gắn nhãn là biện lý quần được ông Soros tài trợ. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, tỷ phú Alan Musk, chủ sở hữu Tesla và Twitter đã giống lên hồi chuông cảnh báo về tính vượt trội của đồng đô la Mỹ với tư cách là đồng tiền dự trữ của thế giới sau khi chính quyền Trung Quốc và Brazil đạt được thỏa thuận để giao dịch bằng đồng tiền của chính họ. Đồng đô la Mỹ đang dần mất đi vị thế đồng tiền dự trữ của mình. Bà Rock Detter, một cựu nhà quản lý quỹ vốn hóa nhỏ, viết trên Twitter trong tuần này. Bà cho biết thêm rằng, đồng đô la đã là xương sống của nền kinh tế toàn cầu trong nhiều thập niên. Một số quốc gia thậm chí còn sử dụng đồng đô la Mỹ làm tiền tệ chính thức như El Salvador, Panama và Ecuador. Ông Musk đã bày tỏ ông cũng có chung mối quan tâm với bà khi viết rằng vấn đề nghiêm trọng, chính sách của Hoa Kỳ đã quá nặng tay khiến cho các nước muốn từ bỏ đồng đô la. Ông cũng viết, kết hợp với chi tiêu vượt mức của chính phủ, điều này buộc các quốc gia khác phải hấp thụ một phần đáng kể lạm phát của chúng ta. Trong một tuyên bố trong tuần này từ chính phủ cánh tả mới của Brazil, Trung Quốc và Brazil đã đi đến một thỏa thuận giao dịch bằng đồng tiền riêng của mình và sẽ không sử dụng đồng đô la Mỹ làm trung gian. Hai quốc gia này giờ đây sẽ trao đổi giữa đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và đồng real của Brazil hơn là chuyển sang đồng đô la như trước. Cơ quan xúc tiến đầu tư của Brazil hay Apex Brazil nói với hãng thông tấn rằng thỏa thuận mới dự kiến sẽ giảm chi phí và thúc đẩy thương mại song phương nhiều hơn nữa và tạo thuận lợi cho đầu tư. Một số nhà phân tích cho rằng Hành động này báo trước một điểm xấu cho Hoa Kỳ. Trung Quốc có các thỏa thuận tương tự với các quốc gia khác, bao gồm cả với Nga và Pakistan, và một số người cho rằng các hành động mới nhất của chính quyền Trung Quốc là nỗ lực hạ bệ đồng đô la Mỹ khỏi vai trò đồng tiền dự trữ của thế giới. Một số quốc gia đã nêu đồng tiền của họ với đồng đô la, và nhiều ngân hàng trung ương nắm giữ đồng đô la như một phần dự trữ ngoại hối của mình. Hàng hóa toàn cầu, bao gồm cả dầu mỏ, cũng giao dịch bằng đô la. Theo Reuters cho hay, thỏa thuận với Brazil xảy ra ngay sau khi chính quyền của Trung Quốc thanh toán giao dịch mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng lần đầu tiên bằng đồng nhân dân tệ. Giao dịch đó gồm khoảng 65.000 tấn LNG có nguồn gốc từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, sau khi Tập đoàn Dầu khí Ngoại khơi Quốc gia Trung Quốc CNOOC thương lượng một lô hàng với Total Energy của Pháp thông qua sàn giao dịch dầu mỏ và khí đốt tự nhiên Thượng Hải. Vào năm ngoái khi đến thăm Ả Rập Saudi, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục nhập cảng một lượng lớn dầu thô từ các nước GCC, mở rộng nhập cảng khí đốt tự nhiên hóa lỏng, tăng cường hợp tác phát triển dầu mỏ và khí đốt thượng nguồn, dịch vụ kỹ thuật, lưu trữ, vận chuyển và lọc dầu, đồng thời tận dụng tối đa sàn giao dịch dầu mỏ và khí đốt tự nhiên quốc gia Thượng Hải như một nền tảng để tiến hành thanh toán bằng đồng nhân dân tệ trong thương mại dầu khí. Đồng thời Tổng thống Nga Putin gần đây đã tuyên bố, chính phủ của ông sẽ nỗ lực thực hiện thanh toán bằng đồng nhân dân tệ trong giao dịch với các nước Phi Châu, Mỹ Latin và Á Châu. Ông Putin nói, chúng tôi ủng hộ việc sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trong thanh toán giữa Nga và các nước Á Châu, Phi Châu và Mỹ Latin. Thế nhưng, ông Sergei Ferfiliev, một giảng viên đào tạo tài chính và là cựu chiến lược gia của Goldman Sachs, đã viết trong một bài đăng trên Twitter gần đây rằng, thế giới vận hành bằng đồng đô la và đồng đô la sẽ không sớm biến mất. Ông viết, đồng đô la Mỹ được hỗ trợ bởi nền kinh tế số một thế giới, nhưng cũng được hỗ trợ bởi hệ thống kinh tế của Mỹ, mà theo ông, được biết đến là ủng hộ các thị trường mở và tự do. Đồng đô la được hỗ trợ bởi một thị trường tự do và mở trong một nền dân chủ. Bất động sản và tài sản tư nhân của Hoa Kỳ được luật pháp bảo vệ và có nguy cơ đối với việc bị tịch thu, đóng băng hoặc tước quyền sở hữu thấp cũng có nguy cơ đối với việc bị trừng phạt hoặc trừng phạt quốc tế thấp, ông viết vào ngày 30 tháng 3. Trong khi liệt kê những lý do khác, ông Ferfiliev kết luận rằng, phải mất nhiều thập niên để thiết lập vị trí thống trị này, chỉ bởi vì Trung Quốc hoặc Nga đang đa dạng hóa khỏi các khoản nắm giữ của Hoa Kỳ. Không có nghĩa là sự sụp đổ của đồng đô la đang cận kề, việc đó sẽ mất nhiều thời gian hơn thế. Tất nhiên, đồng đô la không phải là không có vấn đề, thế nhưng đồng đô la sẽ không sớm biến mất. Ông George Soros phủ nhận trắng trợn về việc ông Alvin Pratt bị gắn nhãn là biện lý quận được ông Soros tài trợ. Thưa quý vị, nhà tài phiệt tỷ phú này phúc đáp một câu hỏi rằng, ông ấy nghĩ gì về việc những người chỉ trích thường gắn nhãn cho ông Pratt là biện lý quận được ông Soros tài trợ. Ông Soros nói với hãng thông tấn Simaphore rằng ông không hề đóng góp bất kỳ khoản tiền nào cho chiến dịch tranh cử của ông Pratt và không biết gì về ông ấy, đồng thời trả lời câu hỏi về suy nghĩ của ông đối với việc những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump đang liên kết ông Soros với bản cao trạng chưa từng có của ông Trump. Ông Soros đáp rằng, tôi nghĩ một số người cánh hữu thà tập trung vào những thuyết âm mưu viện phong hơn là những cáo buộc nghiêm trọng chống lại vị cựu Tổng thống này. Tuy nhiên, theo nhiều báo cáo chỉ ra, nhà tài phiệt tỷ phú này đã đóng góp một vai trò đáng kể cho Color of Trend PAC, tổ chức đã ủng hộ ông Barack trong chiến dịch tranh cử của ông cho vị trí biện lý quận Manhattan vào năm 2021, và tổ chức này đã cam kết chi hơn 1 triệu đô để cho chiến dịch chi tiêu độc lập để trợ giúp ông Pratt. Mới đây, phát ngôn viên của ông Soros, ông Michel Vechin nói với CNN rằng, mặc dù ông Soros và Democracy PAC, một hội nghị hành động chính trị PAC mà ông Soros đã quyên góp tiền, cùng nhau đóng góp 4 triệu đô cho Color of Trend PAC. Tuy nhiên, ông Vashin nhấn mạnh rằng, không một khoản tiền nào trong số đó được dành cho chiến dịch của ông Pratt và rằng không có mối liên hệ nào giữa hai người này. Trong phần nhận xét của mình với Simapore, ông Soros đã đưa ra một bài xã luận mà ông đã viết lời giải thích về lý do tại sao ông quyền góp cho các công tố viên có tư duy cải tổ và tại sao ông không có ý định dừng lại. Ông Soros viết rằng, Số tiền mà tôi cung cấp cho phép các ứng cử viên có tư duy cải tổ hợp lý, nhận được một sự lắng nghe từ phía công chúng. Theo đánh giá, công chúng thích nghe những gì họ đang nghe. Nhiều người, đặc biệt là những người cánh hữu, sẽ không đồng ý rằng các khoản đầu tư của ông Soros vào hoạt động chính trị là điều tốt lành. Mặc dù các nhãn được ông Soros tài trợ dường như đã trở thành một cụm từ mô tả mặc định dành cho ông Brad, mà nhiều người nhận thấy rằng Ông ấy đang bị các mệnh lệnh chính trị thúc đẩy trong việc theo đuổi các cáo buộc hình sự nhắm vào cựu Tổng thống Trump. Nhưng cái tên đó đã được áp dụng cho ông ấy trong một thời gian rồi. Vào hôm thứ Năm ngày 30 tháng 3, Tổng thống Trump đã bị buộc tội sau khi một đại bồi thẩm đoàn do ông Brad trao quyền đã bỏ phiếu truy tố cựu Tổng thống này. Rõ ràng, biện lý quận Manhattan được ông Soros tài trợ, ông Alvin Brad đang thực sự truy tố cha tôi. Con trai cả của vị Tổng thống này, ông donald trump jr nói trong một tuyên bố qua video quý vị hãy thật tỉnh táo đây là thứ sẽ tạo ra nào là mau nào là stalin nào là polvod vụ việc sẽ khiến họ phải kinh ngạc thật là trắng trợn thật là điên rồ ông nói thêm cùng với những bình luận của ông phản ánh theo kiểu chỉ trích này đã được đưa ra nhắm vào ông pratt về việc ông này theo đuổi các cáo buộc hình sự đối với cựu tổng thống cụ thể là vụ án này có động cơ chính trị và tương đương với sự can thiệp bầu cử hơn nữa, khi có những tin đồn cho rằng ông Brad đang chuẩn bị hành động, thì thống đốc Florida Ron DeSantis đã cáo buộc rằng ông Brad không chỉ đang chơi trò chính trị mà còn vũ khí hóa văn phòng biện lý quận này để gây phương hại đến sự an toàn công cộng bằng cách tập trung vào ông Trump trong khi phớt lờ tội phạm bạo lực. Vào hôm thứ Hai, ông DeSantis cho biết biện lý quận Manhattan là một công tố viên được ông Soros tài trợ và vì vậy, ông ấy giống như các công tố viên được ông Soros tài trợ khác, họ vũ khí hóa văn phòng của họ để áp đặt một nghị trình chính trị lên xã hội với cái giá phải trả là luật pháp và an toàn công cộng. Nếu quý vị gặp phải một công tố viên phất lờ những tội ác đang xảy ra hàng ngày trong phạm vi quyền hạn của mình, và ông ấy chọn cách quay lại nhiều, nhiều năm trước để cố gắng sử dụng điều gì đó về các khoản thanh toán bằng tiền bịt miệng của ngôi sao phim người lớn, thì quý vị biết đấy, đó là một minh chứng về việc theo đuổi một nghị trình chính trị và vụ khí hóa văn phòng này. Ông DeSantis cho biết, và tôi nghĩ rằng điều đó về căn bản là sai. Ông DeSantis đã cảnh báo thêm rằng, các công tố viên được ông Soros tài trợ khác có thể thực hiện một vụ truy tố chính trị cao cấp, và điều đó thật là tệ. Các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ Viện cũng đã yêu cầu các tài liệu và lời khai từ ông Pratt về vụ kiện của ông chống lại ông Donald Trump, đồng thời cáo buộc biện lý quận Manhattan đang chơi trò chơi chính trị. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho tất cả quý khán thính giả thân thương sẽ có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của Emily. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất.